Rồi, em còn một con hai, còn một con cuối nữa ha. M26U. Cái này chế hai kim nha. Chế hai kim One Pro nên là xài rất là, cái này còn rất là mới mà do tại vì để nó bẩn. Cái này chỉ cần quét sơ nước rửa với lại xanh á thì nó sẽ sạch hơn. Mới lắm. Ha, xanh tinh sáng. Cái này về thì nó còn xanh, nó nổ luôn nha. Về mình tự dọn nha. Cái này hàng em chưa dọn nha. Máy là chưa dọn nha. Bù nó nói chung là nó đẹp lắm nhưng mà tại vì nó bẩn thôi. Cái cục cao su đây nó lòi lòi thì em có cái cục đây. Em có cái bộ cao su này. Em cho theo về gắn cho nha. Tay lái của nó, tay ga công tắc ở trên này luôn. Bóp cái này vô là mình nhấn thả ra từ nhà. Cái gọi là cần zin Makita, cánh cỏ zin ha. Đầu bò zin. Ha, chén đồ còn luôn nha. Ok. Này con này 1.3 triệu nha, bao ship cho nha. Về tự dọn nha, hàng này chưa dọn, em bao hơi lửa thôi. Đó. Bao hơi lửa đủ đồ.